là em gặp anh Trấn Thành năm 2010, lúc đó em tới 95kg lận. Xong rồi em thi cuộc thi Hãy Xem Tôi Diễn, anh nhớ không ạ? Xong rồi lúc đó em mới thi rớt cuộc thi đó. Mà cái ngày hôm đó là phải chờ từ lúc 7 giờ sáng mà tới gần tới 6 giờ lận. Mà các cô đều nói là em không có năng khiếu gì hết. Thì lúc đó anh Thành không có quen em, chỉ nói là đừng bao giờ bỏ, tại vì lúc đó em đã muốn bỏ thật rồi. Nhưng mà anh Thành nói là đừng bao giờ bỏ. Và sau đó em có làm MC giống như anh, em cũng cố gắng rất là hết mình. Nhưng mà có một thời gian để em ngừng lại. Và em nghĩ rằng là cái lúc này em quay lại đây để em nói với anh là em đang làm được những cái gì mà như anh nói với em ngày xưa, là em không bỏ cái này đâu. Dạ, con mời thầy. Dạ. Thầy ơi, nhà con đây nè thầy. Bi Tòn. Ây chà. Bi Tòn bài. Lôn là tốt nai quay, bòn bòn khắp lại. Dạ, dạ. Thầy ơi, muốn đi toilet không? Đi thẳng quẹo phải, có cái ghét gum. Cảm ơn nha. Dạ. Ôi, thầy có nói tiếng Việt hả? Mắc mơ gì nói tiếng Việt mày. Ủa sao người ta nói thầy tu bên Thái mà. Bộ tu bên Thái là phải nói tiếng Việt hả? Tao thích nói cái tiếng gì là tao tự tao nói mày được không? Dạ. Rồi bây giờ nè, bây giờ mày kêu tao qua đây là cúng kiến gì? Nhà có cha sanh hay là mẹ bệnh hay là mụ bà bẻ lội giò lội cẳng ai tao cứu được hết. Dạ thưa thầy, số là con bị dòng nữ ám. Dạ đúng rồi thầy. Mấy bữa trước á, kế bên nhà con nhỏ nó tên Hồng, nó mới gì chết á thầy. Mà hồi xưa nó thương con biết giờ nó có ám con không thầy? Chắc chắn ám rồi con. Dạ. Bây giờ mình phải kêu hồn nó về liền. Dạ. Để làm chi? Nó nói cái gì, nó cần gì mình cúng liền là nó tha. Dạ dạ là dạ. Con làm ăn được đúng không? Dạ dạ dạ. Rồi ha. Làm liền. Bây giờ thầy bắt đầu kêu hồn con Hồng về. Dạ. Trời đúng là sinh viên có khác ha. Dạ. Ta nói thôi tao xuống dưới đất tao ngồi luôn đi ha. Dạ mời thầy. Hồng ơi. Rồi để thầy cúng con. Hồng ơi. Đó, tao sao tao mày yêu. Ôi, Hồng ơi. Này mày lên đầu tao mày ngồi luôn cho đầu đi nè. Xin lỗi thầy. Một đứa cúng tao ý. Dạ. Kêu là nó về bậy về bạ, nó nhập cho người mày sao tao kéo ra cho được. Dạ. Rồi ha, bây giờ thầy bắt đầu kêu này ha. Dạ. Em về đó không? Hồng nãy ăn xòi còn vua nghiến răng quá con. Thầy rảnh dữ vậy thầy. Thôi thầy bắt đầu thầy cúng nè. Hồng về phải không em? Em nói gì em nói đi em. Em muốn nói cái gì em nói đi. Hồng. Hồng. Xin quay lơ can chi phan ni ta sang đi thu quay lơ. Xì xì. Xin lòng tỏ mày tài gia gư đã sáng xì rử. Hồng rử sáng xì. Bạn cử sáng xì rử. Bù rử khôn chữ khàn rử khá xì. Quá xì. Ai chà. Chà cái hồn này nó xuất mạnh của con dẹp bẻ cái gỗ rồi bẻ lại con. Ai chà. Em mày bẻ kêu thiệt mày. Dạ. Về rồi phải không? Về rồi thầy. Ai vậy? Cô gái Trung Hoa. Ủa vậy là không phải bé Hồng mà là bé Hữu hả? Trời ơi thầy ơi, thầy kêu cái gì mà nói cái gì tôi nghe không hiểu gì đâu thầy. Bởi vậy, ở trong cái đầu của thầy lúc mà cái dông nó về đó, thầy nghe cái âm nhạc nó sập sình, tưởng là bé Hà nó hát bài Dentini không mà con. Ngưng này thầy, giờ làm liền đi thầy. Không thầy làm được mà thầy dạ. Làm được hết. Hồng ơi, em về rồi phải không Hồng? Em nói gì đi Hồng? Nói với anh đi Hồng. Hồng ơi. Khứ đi. Anh tốt khá sát tạp bà đấy. Con ơi, cái dòng đúng là cái dòng nó về nó mới quất thầy mạnh vậy đó. Nó ra cái là thầy xuất liền thấy không? Về rồi phải không? Sao hết qua Trung Quốc vừa qua Hàn Quốc là sao vậy thầy? Ê, như tôi rẻ đi luôn lần hay sao? Đi ra khỏi nhà liền. Đi ra khỏi nhà liền. Không. Thầy nhờ là thầy làm được hết trơn. Phải có tiền bạc thầy làm đàng hoàng. Giỡn mặt. Hồng ơi mày đâu mày nhập đại cho người tao với Hồng. Đi khai.
Hồng phải không em? Em nè, anh. Đúng em là Hồng ơi. Hồng ơi. Ủa sao thầy chưa xỉu nữa hả thầy? Hồi nãy thầy định xỉu rồi. Nhưng mà thầy nghĩ lại có cái gì sai sai đây. Thầy hoang mang, giờ thầy bắt đầu xỉu nữa con. Dạ mời thầy. Mày đặt xào xạo vô để tính gạt tao hả mày? Bây giờ coi ai gạt ai nha con. Mày. Trời đất ơi, đi cúng kiến không có tiền bạc gì hết trơn vậy? Tự giác gì tốt. Trời ơi, mày gì hả mày? Dạ cảm ơn thầy. Dạ thôi bây giờ thầy nằm đây thầy nghỉ nha thầy. Chút xíu nữa bà chủ nhà con bà qua bà đòi tiền nhà đó. 3 tháng thầy trả giùm con luôn nha thầy. Này con mượn con xài đỡ. Dạ chào thầy. Bà Hồng mà lột cái tóc bà ra coi nó ra làm sao? Không lột ra em đẹp lắm. Lột ra đẹp lắm. Nó giọng ra bị gì vậy? Dạ. Bị khan tiếng hả? Dạ em đang bị viêm họng ạ. Trời ơi duyên dáng quá Hồng ơi, diễn bất chấp mà đẹp trai luôn, bôi cái mục ruồi liền coi, biến đổi đẹp trai luôn chứ đâu phải không đâu. Dạ cảm ơn. Đâu em giới thiệu về em đi. Dạ em tên là Lê Minh Ngọc, hiện là em đang học cao học ngành ngôn ngữ tại trường Đại học Khoa học Nhân văn ạ. Ngành ngôn ngữ hả? Dạ. Để mình học cái gì ở trong đó? Dạ em trước tiên em nói tiếp cái chuyện em học gì ở trong cái chỗ em học á anh. Em nói cái điều này nó em giấu trong người lâu lắm rồi, bữa nay em mới được gặp anh em nói. Em xin phép các vị giám khảo là em gặp anh Trấn Thành năm 2010, lúc đó em thi 95 kg lận. Xong rồi em thi cuộc thi Hãy Xem Tôi Diễn, anh nhớ không ạ? Xong rồi lúc đó em mới thi rớt cuộc thi đó, mà cái ngày hôm đó là phải chờ từ lúc 7 giờ sáng mà tới gần tới 6 giờ lận. Mà các cô đều nói là em không có năng khiếu gì hết. Thì lúc đó anh Thành không có quen em, chỉ nói là đừng bao giờ bỏ, tại vì lúc đó em đã muốn bỏ thật rồi. Nhưng mà anh Thành nói là đừng bao giờ bỏ. Và sau đó em có làm MC giống như anh, em cũng cố gắng rất là hết mình. Nhưng mà có một thời gian để em ngừng lại. Và em nghĩ rằng là cái lúc này em quay lại đây để em nói với anh là em đang làm được những cái gì mà như anh nói với em ngày xưa là em không bỏ cái này đâu. Em có duyên trong người em, nhưng mà em không biết sắp xếp cái sự duyên dáng theo từng cấp độ khác nhau của một vở kịch. Yeah. Em không hề biết điều đó. Yeah. Và em không biết đo khán giả được ở mức độ nào để em nói chuyện. Thậm chí khi mọi người đang vỗ tay em vẫn diễn bình thường. Tức là em không biết về những điều đó. Có những cái đó là những cái kinh nghiệm em không có thôi. Yeah. Hiểu không? Nhưng mà những cái kinh nghiệm đó cho em dù diễn 5 năm nữa nhưng mà không có người chỉ em cũng không được. Yeah. Hiểu không? Anh sẽ là người chỉ cho em những cái đó. Không, vì anh chị cũng được em, Ngọc, anh chị em cũng vì được. Vì hiện tại á, đó là chuyện nhỏ mà Giang. Vì hiện tại là anh chưa có người bạn diễn nam. Có rồi nha. Chưa có, hiện tại anh đi diễn song tấu vẫn diễn với nữ. Hiểu không? Anh chưa có người bạn diễn nam. Trấn Thành có anh Đức. Vấn đề ở đây là chúng ta đến với một đấu trường. Chúng ta không phải lựa chọn để được trở thành bạn diễn của một huấn luyện viên nào, mà chúng ta lựa chọn để học cái nghề và bước ra với tư cách là một diễn viên độc lập, có thể diễn với bất cứ ai. Và anh nghĩ là dù cho các anh chị đang thiếu người để diễn chung nhóm, chưa chắc đã mời em. Cái kết họ chỉ nói như vậy thôi đúng không? Họ chưa chắc đã mời em. Và anh nghĩ là cái anh mang cho em được, anh không muốn nói về kỷ niệm ha, mắc công người ta nói là chúng ta có kỷ niệm, anh giúp em có cái câu đó để con có ngày hôm nay. Chắc là anh chí. Bây giờ anh hỏi em này, em có một hai trường cho em lựa chọn. Một trường bảo đảm em ra nghề sẽ có việc làm, một trường không bảo đảm em chọn trường nào? Em nói thật lòng đi, em chọn cái trường mà bảo đảm em ra nghề em có việc làm, hay là em chọn cái trường là học cho vui? Bác đúng không? Anh bảo đảm em. Nhưng sẽ mà đi chị thấy anh vậy nè, chị thấy theo chị thấy là ai em về đội ai cũng được hết chứ không có gì. Nhưng mà em thì độ duyên dáng là em có rồi, và em thiếu cái sự sâu chuỗi thôi. Một là em về đội anh Đức Thịnh, là anh Đức Thịnh sẽ sâu chuỗi lại cho em hết tất cả những về kịch bản, về cấu tứ của một cái tiểu phẩm. Hai là về đội của chị với anh Luật. Tại vì anh cũng có khả năng làm kịch bản cưng. Anh có khả năng làm kịch bản. Anh Luật cũng có khả năng làm chắc kịch bản không? Tất cả những kịch bản anh diễn với anh Hoài Linh từ trước đến giờ đều do anh viết và đạo diễn. Một số cái album của Trấn Thành là anh viết nha. Em hiểu chưa? Đó là một số nhỏ, còn tất cả còn lại một mình anh làm ha. Live show của anh tự làm đạo live diễn cho anh live show tự làm luôn. Và bản thân anh nghĩ là như vậy nè em ạ. Bản thân anh nghĩ là như vậy nè.
Nếu mà nói về một ngôi trường có thể đưa ra thành phẩm thì anh không biết anh đã làm gì cho em, anh chỉ cho em một lời nói để em giữ được cái nghiệp diễn ngày hôm nay thôi. Vì vậy anh nghĩ là anh có thể phát hiện ra được tiềm lực trong em, thì em nghĩ đi, làm sao có thể để yên cho em ở đây được. Anh sẽ phát hiện ra nhiều cái góc cạnh ở con người em nữa, và anh có thể biến được một thân hình mảnh mai trở nên quyến rũ trên sân khấu. Nhưng mà chị chỉ cần nói một câu thôi là cái màu của em từ nãy giờ anh Trấn Thành chọn rất nhiều. Đúng, đúng, anh đúng. Anh chưa anh đồng có ý với điều đó. Em chưa có nè. Còn Thành là nhiều lắm rồi em. Em phải nhìn về hướng anh. Em nhìn hướng anh. Anh không, anh không, bây giờ anh không diễn chung với ai nữa, mà anh dồn cho diễn viên. Lên anh. Hiểu không? Em lấy đồ guốc mang vô đi, cưng đứng dậy ngồi nữa đau chân không? Em hành động thôi, em hành động thôi. Chúng ta thấy rõ là cái lời nói. Gia đình bên này ha, chỉ dùng cái sự mà gọi khổ, là khổ nhục kế. Khổ nhục kế. À, hay. Em ơi em, anh xách guốc cho em đó. Anh chấp nhận làm điều đó. Em thấy không? Em ơi, nhiều khi cái khổ nhục kế mà không hại tới ai hết, mà mình đem lại cái lợi ích cho tất cả mọi người, lợi ích chị, lợi ích em nữa thì mắc mới mình em không ơi, làm. Em đứng trên đây guốc đây, em có thấy thoải mái hơn khi mà em đứng chân không không? Dạ hơi đau hơn rồi nè. Mình nên bỏ anh thích em, anh thích em, anh thích cái sự thật thà của em. Em về với anh đi. Em học trường ngoại ngữ đúng không? Dạ. Em học ngoại ngữ gì? Sao anh chọn em mà anh không nhớ cho em chọn giờ, anh nói, em nghe nè, em học ngôn ngữ học đúng dạ, không? Dạ đúng. Nhưng rồi mà là tiếng nào? Không dạ, cần tiếng nào, ngôn ngữ học là học về ngôn ngữ chứ tiếng nào nó là dạ, cái gì em? Nhưng người ta tiếng nước không nào hiểu. Là em giỏi nhất? Dạ, tiếng nước mình anh. Tiếng nước mình là em giỏi nhất, có học tiếng tiếng Hàn, tiếng là này nói đàng hoàng hay là nói chơi? Dạ, em nước qua, là nói chơi em nói chơi thôi. Em nghĩ nè, người ta còn không biết đó là nói thiệt hay nói chơi, có nghĩa là em đã lừa được người ta, và cái người lừa được người ta trên sân khấu về những cái ngôn ngữ, em nghĩ đi. Em có biết là có câu hát là không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu. Em hiểu không? Anh không cần biết em học trường nào, anh chỉ biết anh thích em. Không cần biết gì cả. Anh không cần biết gì hết. Anh chỉ biết là anh sẽ làm cho em tỏa sáng, hiểu không? Và anh chỉ có mình em mà only you, only you. Cái màu này duy nhất ở trong đội anh là chỉ có mình em thôi. Okay. Không, nhưng mà nếu mà về đội anh Thịnh thì cũng ok đó. Chỉ có điều là anh không làm được cho em tỏa sáng được thôi. Nhưng mà riêng về đội chị thì có thể làm cho em tỏa sáng được. Không có, chị Trang chỉ làm cho anh Lục tỏa sáng rồi, em hiểu không? Anh sáng lắm rồi. Anh nghĩ là ba người còn lại ai cũng có thể làm cho em tỏa sáng. Anh chỉ có thể làm cho em lên tới đỉnh cao thôi. Trời ơi. Không có đâu, sai. Sai rồi. Sai bét. Sai rồi. Không ai có thể làm cho một người khác lên đỉnh được hết. Cái gì mà mới đây rồi lên đỉnh sớm vậy? Không ai có thể làm cho một người khác lên đỉnh được hết. Đúng anh, rồi. Anh chỉ cho em đường để đi lên đỉnh thôi. Đúng. Đúng. Đấy. Còn anh á, anh với lại vợ anh là chỉ đưa xe cho em mà em chạy lên đỉnh thôi. Còn anh á là sẽ giúp em ở trên đỉnh bền lâu luôn, trên đỉnh hoài không. Anh là sai. Vậy thì anh Thịnh đứng trên đỉnh đợi đi, em đưa xe cho bạn lên đỉnh rồi gặp nhau đó. Em đang chọn học ngành ngôn ngữ á. Thì ở đây anh nghĩ anh là MC, ngoài khả năng diễn xuất ra anh giỏi về ngôn ngữ, và những cái em đang sử dụng là ngoại ngữ, là tiếng Thái, tiếng Hàn, tiếng Trung, anh vẫn làm những điều đó rất tốt, và anh có thể khả năng hướng dẫn em. Chân, bây giờ mình sao bình thường rồi, cái đó là điều tối thiểu rồi. What's your name? What's your name? What's your name? I love you. Okay. Nãy em kể một kỷ niệm rằng là ngày xưa anh Trấn Thành nói về một câu mà em giữ cái niềm đam mê đến bây giờ đúng không? Dạ. Anh Trấn Thành đi đâu cũng nói câu đó hết. Bởi vì nếu không có mất tiền của anh Thành thấy một thí sinh rớt, thôi ráng đi em có tương lai đó, ráng học đi. Em ơi, vấn đề ở đây không phải là sự đại trà, mà vấn đề ở đây nói lên điều gì? Trấn Thành là một người không bao giờ bỏ sót tài năng. Vì vậy nếu anh thấy được em có những điều gì, lý do gì anh không phát huy nó lên tới tột đỉnh hả? Nếu không bỏ sót tài năng tại sao 9 năm qua không giúp đỡ người ta? Mất gì phải giúp đỡ, tại vì người ta đâu cần sự giúp đỡ. Em cần không? Khoan, em cần sự phấn đấu để có được ngày hôm nay, và chính ngày hôm nay lúc này em mới cần sự giúp đỡ nè. Không, mồ hôi cưng, mồ hôi. Để anh nghe. Sao? Em cần sự giúp đỡ chứ em không cần sự săn sóc, bởi vì em có thể tự làm được điều đó. Ra xe anh đi. Cái cửa là cái cửa nha. Nhắc lộn cửa rồi. Ra xe đi, anh về liền giờ. Em thấy không? Bây giờ người ta kim ra xe thường
những người đàn ông bắt đàn ông ra xe để làm cái gì ở ngoài đó? Cái gì vậy Thành? Không, vấn đề mình phải hỏi rõ ràng. Em phải hiểu được là huấn luyện viên phải định hình cho em đi đúng hướng, mà kêu ra xe để làm cái gì? Không làm gì cả. Anh chị em đứng yên đó và về với đội của anh. Vậy thôi. Dạ, thật ra là đầu tiên khi mà đến tham gia cuộc thi thì em đã chuẩn bị sẵn tâm lý là mình sẽ chọn đội của chị Trang. Nhưng bây giờ nhưng nha. Không, lời nói ra rồi, thôi em một lời. Em chưa nói hết mà. Chưa nói hết kìa. Em chưa nói hết. Hết chưa? Dạ chưa. Không, chị Tư Hân sẵn rồi. Không, nhưng sao em? Nhưng khi thi xong em quyết định lại. Khi mà thi xong thì được gặp lại anh Trấn Thành, gặp lại gọi như là một cái dấu ấn của cuộc đời mình vậy đó. Em nói thật với bạn của em vậy. Đâu, em chưa nói kết quả mà chị. Em chưa nói kết quả. Không, anh ra đây thí dụ như em chọn Thành hay chọn Giang, chọn Thịnh, anh sẽ dìu em xuống. Được cho em vừa lòng em. Dạ. Cuối cùng rồi, mặt căng quá vậy Lực. Để ta nói chứ. Nhưng mà anh Thành có nói một cái điều mà em suy nghĩ nãy giờ chưa ra, đó là anh Thành đã giúp cho em biết được tương lai của mình như thế nào rồi. Thì em muốn thêm một lần nữa được cố gắng ở tương lai của mình. Và em xin lỗi rất nhiều chị Thu Trang và anh Tiến Luật bởi vì sự ủng hộ của anh chị dành cho em. Nhưng mà anh chị vẫn ở đây để dìu em xuống chứ hả? Ok em, chuyện nhỏ. Dìu xuống chứ, cái này gỡ ra, em, gỡ ra được không ta? Bỏ anh ơi, bỏ anh ơi, bỏ anh ơi. Người nhà không anh ơi. Em xin phép anh Đức Thịnh và anh Trấn Thành, em chọn anh Trường Giang ạ. Đi xuống em.